46 thiên, ngày 46. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Ok, ừ, sau khi về nhà mình sẽ tải xuống xem. 好的,回去以后我会下载看看。 好的,回去以后我会下载看看。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chỉ biết nói một chút. Chỉ hội suối ý điển. Sau này. Ý hậu. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Thật à? Rất là mà. Không phải là ở. Bú sử giải. Của bạn thì sao? Nhì tớ nó. Facebook không tiện. Liên su bù phang biển. Xem ra mình cũng phải đăng ký một tài khoản. Khán lại, wo ye de zhu ce yi ge zhang hao. Nếu bạn thời gian dài ở lại Việt Nam. Ru guo ni chang shi jian liu zai Yue Nan. Cảm thấy nên dùng. Chứa đờ in cái dùng.